Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Sự cố rơi máy bay Su-22 vào ngày 9 tháng 11 tại Quảng Nam vừa qua đã khiến nhiều nhà dân trên địa bàn phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn chịu ảnh hưởng. Theo đó, để người dân kịp có một Tết no ấm đủ đầy, hàng chục cán bộ chiến sĩ sư đoàn không quân 372 đóng tại Đà Nẵng đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ, giúp đỡ sửa lại nhà cho các nhà dân chịu ảnh hưởng sau vụ tai nạn của máy bay Su-22. Được biết, ngay từ sáng 12 tháng 1, hàng chục cán bộ chiến sĩ sư đoàn không quân 372 đóng tại Đà Nẵng đã có mặt tại khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam khắc phục sự cố rơi máy bay Su-22 rơi vào ngày 9 tháng 1. Tại đây, các chiến sĩ sư đoàn 372 tháo dỡ mái tôn cũ của gia đình bà Nguyễn Thị Hiền, 52 tuổi, khối phố Bình Ninh, di chuyển ra ngoài để lập tôn mới. Bà Hiền cho hay, mái tôn của gia đình bị hư hỏng, lủng nhiều chỗ. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đến kiểm kê và thống nhất thay toàn bộ phần tôn này. Gia đình ông Nguyễn Thanh Chính, 70 tuổi, khối phố Bình Ninh bị thiệt hại nặng nhất trong vụ máy bay Su-22 rơi. Ngôi nhà ông Chính bị sập một phần, mái ngói hư hỏng diện tích lớn. Sau khi đo đạc, lực lượng chức năng thống nhất lập lại ngói mới cho gia đình và xây mới 3 căn phòng bị sập. Ông Chính thông tin, sư đoàn đồng ý lập lại toàn bộ ngói, những phòng bị hư hỏng cũng được sư đoàn xây mới hoàn toàn. Ngoài việc sửa chữa lại cho người dân, sư đoàn không quân 372 đã đền bù hỗ trợ thiệt hại về hoa màu cây cối cho người dân bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn cho hay, công tác hỗ trợ đền bù cho người dân thiệt hại do vụ máy bay Su-22 rơi cơ bản ổn. Người dân đồng tình cao với phương án khắc phục của cơ quan chức năng. Ông Hà thông tin, phần đền bù hỗ trợ hoa màu cây cối thiệt hại cơ bản xong, còn việc sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng hiện nay lực lượng chức năng đang triển khai. Ông Hà cho biết thêm, vụ tai nạn máy bay Su-22 rơi làm một người dân bị thương. Hiện nay sức khỏe ổn định, đang được tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. 3 ngày sau sự cố rơi máy bay quân sự Su-22, phi công Đỗ Tiến Đức đã mô tả lại những giây phút sinh tử khi anh cố gắng lái máy bay tránh xa khu dân cư và sau đó nhảy dù. Anh nhớ rõ chuyến bay ngày hôm đó, một chuyến bay sát hạch dài. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ công kích, khi đại úy Đức đang chuẩn bị hạ cánh theo lệnh, anh phát hiện vòng quay máy bay bị treo, không thể điều chỉnh tốc độ. Anh quyết định hướng máy bay ra khu vực không có dân cư về phía Tây và theo lệnh chỉ huy, anh đã nhảy dù sau khi đảm bảo máy bay ở độ cao và tốc độ an toàn nhất có thể. Trong những giây phút đó, đại úy Đức đã nghĩ rằng mình có thể không sống sót, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh đã cố gắng làm mọi thứ để có thể giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Sau khi nhảy dù an toàn, đại úy Đức đã nhận được sự quan tâm lớn từ lãnh đạo đơn vị. Khi được hỏi về nguyện vọng, anh ngay lập tức bày tỏ mong muốn tiếp tục công việc làm phi công máy bay chiến đấu. Trước đó vào khoảng 11 giờ trưa ngày 9 tháng 1, người dân tại Sa Cát, Bình Ninh, Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam đã chứng kiến sự cố rơi máy bay quân sự Su-22. Máy bay Su-22 mang số hiệu 5880 được điều khiển bởi phi công Đỗ Tiến Đức, 36 tuổi, cất cánh từ Đà Nẵng trong một nhiệm vụ huấn luyện của Trung đoàn 929 thuộc Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không không quân. Chỉ 10 phút sau khi cất cánh, phi công Đức đã báo cáo về sự cố và khó khăn trong việc hạ cánh. Rất may, sự cố trên không gây bất kỳ thiệt hại nào về người. Sự cố rơi máy bay quân sự Su-22 số hiệu 5880 do phi công Đỗ Tiến Đức, 36 tuổi, điều khiển tại Quảng Nam vừa qua vẫn không khỏi khiến người dân ở phường Điện Nam Bắc hoàn hồn mỗi khi nhắc lại. Theo thông tin ban đầu, khi máy bay cất cánh khỏi sân bay Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay của Trung đoàn 929 Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không không quân được khoảng 10 phút, thì đại úy Đức thông báo cho chỉ huy bay về việc máy bay gặp sự cố không thể hạ cánh. Sự cố rơi máy bay đã khiến cả xóm nhỏ được một phen náo động. Được biết, vào trưa ngày 9 tháng 1, nhiều người dân ở hai phường Điện Nam Trung và Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn hốt hoảng khi thấy máy bay quân sự bất ngờ xà xuống thấp, phía sau có những vệt khói trắng. Thậm chí có một người dân còn giật nảy mình khi nghe tiếng nổ lớn giữa bữa cơm trưa. Bỏ bát đũa bước ra ngoài, nhân chứng này thấy chiếc máy bay quân sự sắp rơi. Người này vừa chạy quanh xóm vừa hô hoán máy bay cháy rồi. Xung quanh người này, nhiều người la hét, một số người bồng trẻ con chạy đi. Bên cạnh cột khói mù mịt, nhiều người phát hiện chiếc dù màu vàng được bung ra, mang theo phi công thoát khỏi máy bay. Nhiều người dự đoán nơi phi công có thể rơi xuống cùng chạy đến hiện trường ứng cứu. Cách địa điểm phi công nhảy dù khoảng 200m, chiếc Su-22 rơi xuống mảnh vườn trồng hoa màu và rau xanh. Các mảnh vỡ vương vãi khắp trong khu đất dài gần 300m và rộng 100m, cách nhà dân vài chục mét. Đuôi máy bay và động cơ rơi ở khu đất trống giữa hai dãy nhà.
nhiều luống rau, cây trồng do người dân trồng bị cháy xém. Tại thời điểm máy bay Su-22 rơi do gặp sự cố, một phụ nữ đang làm đồng chia sẻ, bà sợ nhà bị cháy nhưng không dám về, định chạy vào bụi tre tránh tạm vì nhiều mảnh vỡ bay lên nhưng chân run không thể di chuyển. Bên cạnh đó, sự cố rơi máy bay Su-22 đã khiến ông Nguyễn Thanh Hùng, 54 tuổi, đang chặt chuối ở vườn sau nhà thì bị một mảnh vỡ từ máy bay văng trúng đầu. Vợ ông, bà Phan Thị Tiến, 46 tuổi kể lại, đang đi lấy nước dập lửa thì nhìn thấy ông Hùng ngồi khum lưng sát bụi chuối, người run rẩy bần bật và đầu chảy máu. Ngay sau đó, người này đã được đưa tới chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Ngoài ra, vụ rơi máy bay Su-22 còn làm hư hỏng mái ngói, sập tường của ông Nguyễn Thanh Chính, phường Điện Nam Bắc với diện tích gần 100m2. Phần đầu máy bay rớt xuống ruộng, tạo thành một vết lõm lớn trên bề mặt, các mảnh vỡ bay tứ phía, có mảnh vỡ văng vào tường nhà dân, hằn lại những vết cắt, có mảnh văng xuống đất, làm bắn đất lên mái tôn nhà dân. Sự cố máy bay Su-22 rơi tại Quảng Nam vào ngày 9 tháng 1 vừa qua đã làm một số nhà dân bị hư hỏng, tốc mái. Sóng xung kích của vụ nổ khiến nhiều khu vực xung quanh bị ảnh hưởng. Các đoạn tường nứt toác, cây cối ngã đổ, nhiều diện tích hoa màu bị hư hại. Theo đó, ngay trong ngày 10 tháng 1, cơ quan chức năng đã triển khai đưa máy bay quân sự rơi ở Quảng Nam rời khỏi hiện trường và thực hiện công tác bồi thường thiệt hại. Góp sức cùng lực lượng chức năng, một số người dân đang thu gom các mảnh vỡ còn sót lại của máy bay Su-22. Được biết, hiện trường vụ máy bay quân sự loại Su-22 của Trung đoàn 929, Sư đoàn 372 rơi tại phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vẫn được phong tỏa đến trưa ngày 10 tháng 1. Một người dân địa phương thông tin vị trí máy bay rơi là trên ruộng rau muống nhà mình. Tại đây, ghi nhận phần đầu của chiếc máy bay gặp sự cố. Trước đó, trong đêm ngày 9 tháng 1, lực lượng chức năng đã dùng xe cẩu đưa xác máy bay ra khỏi hiện trường. Theo thống kê thiệt hại ban đầu, vụ rơi máy bay Su-22 là một người dân phường Điện Nam Bắc bị thương, hiện sức khỏe ổn định. Mái ngói, tường nhà của một hộ dân bị hư hỏng, một số diện tích rau màu bị hư hại. Chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng kiểm kê thiệt hại và bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Một người dân địa phương cho biết, trong sáng ngày 10 tháng 1, chính quyền địa phương đã thống kê thiệt hại toàn bộ hoa màu và bồi thường cho người này 4 triệu đồng. Cũng theo người này, trước khi rơi xuống ruộng rau muống, phần đầu máy bay đã đâm vào bụi tre phía sau vườn, làm nhiều mảnh vỡ văng tung tóe. Ghi nhận tại khu vực bụi tre gần hiện trường máy bay rơi, có rất nhiều mảnh vỡ có kích thước nhỏ. Theo đó, trưa ngày 10 tháng 1, lực lượng chức năng đã gỡ phong tỏa hoàn toàn. Một số người dân đã đến bụi tre ở khu vực hiện trường để thu gom các mảnh vỡ máy bay còn sót lại. Nhiều mảnh vỡ mắc trên ngọn tre, người dân đã leo lên để nhặt. Kim loại của các mảnh vỡ được người dân thu gom chủ yếu là nhôm. Một người dân địa phương khác cho biết, sau khi gom được các mảnh vỡ, người này sẽ báo cho cơ quan chức năng, nếu không bị thu hồi thì sẽ đem bán ve chai. Nơi vị trí có đuôi máy bay rơi xuống nằm cách phần đầu máy bay khoảng 100m. Gần nhà ông Nguyễn Thanh Chính, các mảnh vỡ văng tung tóe, người dân lội ra các vũng nước để thu gom. Một lượng lớn mảnh vỡ máy bay được người dân thu gom, ước chừng nặng hơn 10kg. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!